Vâng, em xin chào các anh. Hôm nay tiếp tục em lên cho các bác ở đây là một cái bộ dàn phối ghép giữa một cái cục công suất của Onkyo đời có thể đọc được cửa USB nhé. Đời đọc USB là con Onkyo FRN7FX và cặp loa DS7GX. Đôi này là đôi loa nó sử dụng là công nghệ màng bát trắng carbon gân cao su, màng sợi carbon nhé, nên là nó cho cái tiếng bát nó đánh có độ sâu mềm, trung âm nó có cái độ vang và cái tép nó rất là tí tách nha. Để tép lom, tép lom nó sẽ là độc lập với cả cái bát này nhé. Bộ này thì mình có thể là nghe nhạc bolero, nhạc vàng, thi thoảng có thể chơi một tí remix trong các cái phòng diện tích khoảng 20m² đổ về nhé. Các anh là thích có thể lấy cả loa này hoặc là cục này đều được nhé. Cái bộ này là bộ em phối ghép thôi, ghép vào cho các bác có bộ dàn nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra rồi. Cái bộ này thì cái đôi loa của nó đây nhá. Nói chung hình thức còn ok, khá đẹp, chưa phải là xuất sắc mà khá đẹp. Thì đôi này em bán với giá là với hình thức của nó như này, như trên này thì em bán cái đôi này với giá là đi bình thường những đôi này hàng đẹp của nó là 1.3 triệu nhé. Con này em bán với giá là 800k thôi nhỉ, 800k. Cục máy thì là đây, ở đây nó hơi cấn tí này, còn lại đẹp nhá. Thì cái con này nó không bị cấn thì là thường là giá của nó khoảng tầm 1.8 triệu một con máy này, thì em bán con này với giá là 1.390.000 này, bớt cho các bác 400, 1.390 với con này là 800 là có 2.2 triệu thôi nhá, 2.2 triệu cả bộ thôi. Đấy, bác nào mà mua thì có thể là mua cả bộ hoặc là mua này thì tùy nhé. Bộ này nghe nhạc vàng, guitar không đời và bolero trữ tình rất là hay. Để có thể đâu đâu mình có thể là chơi những remix được nhé. Đây, giờ xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của nó này. Máy này thì là ngoài kết nối được với điện thoại máy tính qua đường dây AV như em đang cắm đây nhá. Đây, cắm dây AV này. Đấy, các anh có thể cắm cổng quang đây để kết nối cổng quang TV nghe nhạc nhá. Cái này chắc là nhiều bác xem kênh em nhiều được bác chưa biết cái này rồi. Đấy, nhưng mà có những bác thì có thể là mới tiếp xúc với các hàng bãi này, có thể mình chưa biết về cái cổng quang này, em giới thiệu thêm một chút. Thì đây là một cái cổng kết nối này, để kết nối thiết bị ánh sáng nhé, thiết bị bằng đường truyền ánh sáng từ TV đưa xuống. Thì bây giờ hầu như TV sẽ dùng cái thiết là dùng cái dây này kết nối thiết bị là bằng đường truyền ánh sáng, thì nó sẽ cho tiếng sạch hơn và tín hiệu nó truyền nhanh hơn, nó sẽ cho tiếng nó hay hơn đấy. Thì bác nào mà đang cần những cái con mà kiểu như dạng TV nó là đời mới, nó có cổng quang, thì mình dùng con này ok luôn nhé, cắm được cả cổng quang luôn. Đấy, những con này thì nghe các cái dòng nhạc này trữ tình này với cả bolero thì đẳng cấp luôn. Ngoài hiên nắng lè, đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cánh, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh, đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên trong môi
kiếp ta đó cố tìm tình trong chất ngôn ngang. Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Đóng chuyện đi đó. Sáng chưa khuya tối nhìn quanh một mình, đường quen không tới tìm nhau. Đấy nhá. Trong cái tầm giá 2 triệu em khẳng định luôn là các bác rằng là đây là một bộ dàn nghe rất là hay luôn trong cái tầm giá này nhá. Ăn đứt rất nhiều các con bộ dàn cùng tầm giá với nó. Đấy. 2 triệu 200 ngàn bộ này nhá. Thì bác nào mà đang có nhu cầu mua thì alo em nhá. Bộ này em bán bao chạy công suất về cắm điện thoại máy tính và cắm cổng quang TV nghe nhạc. CD MD các bác phải tự test giúp em nhá. Ngoài ra là có cái USB thì các bác có thể là cắm USB copy file nhạc MP3 vào đây để mình nghe nhạc nhá. Đấy, em xin chào các bác. Vâng.